Rồi chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình nhé. Tại bữa nay thì bận việc quá nên lâu ra video, các bạn thông cảm nhé. Đấy, cái video hôm nay đáng lẽ là mình sẽ làm video test cái bộ tời mình mới chế nhưng mà cái bộ tời của mình nó gặp trục trặc xíu nên bây giờ mình sẽ cho cái xe công nông của mình chở tải nhé các bạn. Đấy, đây cái thùng xe này mình mới làm cái thùng giống cái thùng nhiên liệu ấy các bạn. Đấy, hai bên luôn. Cả hai bên. Còn cái khung này là mình mới nâng lên nha các bạn đấy. Nâng lên như thế này thì mới đủ chỗ để đựng ben nha các bạn. Đấy. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ cho xe mình chở tải nha các bạn đây. Đây mình có chuẩn bị hai cái cục này nha các bạn. Đấy. Trong cái này là mình bỏ cát nhé các bạn đấy, hai cái bao hai cái cục này là 6 kg nha các bạn đấy. Bây giờ mình sẽ test cho cái xe mình chở hai cái này nha các bạn đấy. Rồi ok, bây giờ mình đã cho xe mình tới cái cục này rồi nha các bạn đây. Bây giờ mình sẽ test nhé các bạn.